5 câu hỏi quan trọng mà anh chị cần biết khi tham gia chương trình IUL Secret. Leon biết anh chị hiện tại cũng đã tìm hiểu về chương trình IUL Secret thông qua những video mà Leon đã chia sẻ trên website hay fanpage. Nhưng vì có thể chương trình này có rất là nhiều thông tin và anh chị chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu, vì vậy Leon đã lựa chọn và tổng hợp lại 5 câu hỏi vô cùng quan trọng mà bất kỳ ai khi tham gia IUL Secret đều rất quan tâm như sau. Câu hỏi thứ nhất: bây giờ tôi có tiền, có khả năng đóng, nhưng lỡ như khi tôi tham gia chương trình này 5 cho tới 10 năm nữa mà đột nhiên tôi không đi làm, không đủ tiền đóng, thì chương trình IUL sẽ ra sao? Một câu hỏi rất là hay. Thế thì cho Leon hỏi ngược lại là nếu như mình mua một căn nhà hoặc một chiếc xe, rồi đột nhiên 5 năm sau mình không đi làm, không đủ tiền đóng, thì nhà và xe sẽ ra sao? Chắc chắn đa phần sẽ bị kéo nhà hoặc là bị kéo xe và bị bad credit. Nhưng suy cho cùng, cho dù có biết bao nhiêu lo lắng trong đầu, thì mình cũng cố gắng tìm đủ mọi cách để mua cho được căn nhà và chiếc xe, rồi sống tới đâu hay tới đó. Tài sản của mình tạo ra thì không thể nào quan trọng hơn chính mình tạo ra tài sản được. IUL là chìa khóa để bảo vệ toàn diện cho chính người tạo ra tài sản. Cho nên, nếu hiểu được cái điều này một cách rõ ràng, thì bạn sẽ không còn phải lo lắng là chương trình IUL sẽ ra sao. Thay vào đó là quyết định tham gia ngay bây giờ, vì hiện tại mình có đủ khả năng về tài chính để tham gia. Nói về chứ đối với chương trình IUL, sau 15-20 năm tham gia, bạn có đủ cash value để có thể duy trì cái chương trình này tới năm 120 tuổi. Tuy nhiên, nếu bạn tham gia dưới 10 năm và không đủ tiền đóng hàng tháng nữa, bạn sẽ có 3 option như sau. Option thứ nhất là khi đột nhiên mình không đi làm được nữa, đa phần rất có thể là do sức khỏe của mình không được tốt vì bệnh tật hoặc là do tai nạn gây ra. Trường hợp này anh chị yên tâm, vì IUL là một chương trình có quyền lợi living benefit, sẽ bồi thường vài trăm ngàn hoặc vài triệu cho những trường hợp về tai nạn, thương tật và các căn bệnh nan y. Do đó, nếu xảy ra những cái trường hợp không đi làm vì vấn đề bệnh tật hoặc là do tai nạn gây ra, thì mình sẽ được hãng bảo hiểm chi trả ngay lập tức ở thời điểm đó và không cần phải đóng thêm một đồng nào để tiếp tục chương trình. Option thứ hai là nếu anh chị bị mất việc, bị lay off hoặc gặp những khó khăn về tài chính như dịch Covid đợt vừa rồi, thì mình cũng có những cái option để giảm cái số tiền mình đóng hàng tháng xuống minimum payment, hoặc là ngưng đóng vài tháng cho đến một năm, tùy thuộc vào cái cash value số tiền mình đang có trong cái chương trình. Rồi khi tài chính của anh chị ổn định thì mình tiếp tục đóng để được cái tiền hưu trí trong cái chương trình bảo hiểm nhân thọ. Option thứ ba là nếu thật sự bạn không đủ khả năng đóng tiền luôn, bạn có thể surrender cái policy của mình và lấy toàn bộ số tiền hiện đang có trong cash value và đóng lại hồ sơ. Tuy nhiên, với option này, nếu bạn tham gia dưới 5 năm hoặc 10 năm mà rút hết tiền cash value, thì bạn sẽ đóng cái phí surrender charge khá nhiều cho những năm đầu tiên khi bạn tham gia. Nhưng càng về sau, đến năm thứ 10 thì phí surrender charge thì càng thấp, và sau 11 năm thì không còn phí surrender charge nữa. Câu hỏi số 2: làm thế nào để tôi có thể tin tưởng hãng bảo hiểm và công ty của bạn, nhất là chỉ làm việc qua điện thoại và mạng Facebook? Thực ra ngày hôm nay đa phần các việc mua bán đều thông qua chiếc điện thoại iPhone và mạng Facebook. Vấn đề là một số anh chị em vẫn chưa có giải phóng được suy nghĩ là phải có văn phòng, đi đến gặp mặt trực tiếp thì mới tin tưởng, còn làm việc trên phone hay qua mạng Facebook thì không đáng tin cậy. Suy nghĩ như vậy thì cũng oan cho những công ty có thể tốt gấp 10 lần về quy mô phát triển so với một cái công ty gần nhà chỉ có 1-2 người làm việc. Think Small Insurance là agency có đội ngũ agent tư vấn bảo hiểm có tâm và uy tín. Công ty đã có trên hàng ngàn khách hàng Việt Nam đã tin tưởng. Anh chị có thể tìm thấy rất là nhiều video mà khách hàng nói về Think Small Insurance trên Facebook hay YouTube. Để một công ty mà đứng vững trên thị trường suốt 10 năm nay với đội ngũ nhân viên trên 100 người làm việc, phục vụ khách hàng trên dưới 50 tiểu bang, thì chắc chắn Leon nghĩ độ tin cậy của khách hàng dành cho Think Small Insurance phải rất là tốt. Và đa phần khách hàng đều biết công ty qua mạng Facebook và điện thoại. Think Small Insurance đang là công ty đại diện cho những công ty bảo hiểm rất uy tín, nằm trong top 20 công ty bảo hiểm hàng đầu tại Mỹ, thành lập vào năm 1848 với hơn 170 năm lịch sử, rating A+ và có tài sản hơn cả chục tỷ đô la để đảm bảo cho việc đầu tư của anh chị. Câu hỏi số 3: nếu hãng bảo hiểm bị phá sản thì tiền của tôi sẽ ra sao? Tôi có còn được bảo vệ hay không? Để trả lời cho cái câu hỏi này, Leon cam đoan với anh chị rất là khó và rất là hiếm để có một công ty bảo hiểm phá sản. Nếu anh chị không tin những gì Leon nói thì có thể search trên Google xem có một công ty life insurance nào bankruptcy, bị phá sản, rồi khách hàng bị mất toàn bộ số tiền mình đóng vô chưa. Hầu như là zero luôn.
Vì nếu có những trường hợp đó thì chắc chắn phải lên news và báo chí, thì không còn ai dám tin tưởng để mua bảo hiểm nhân thọ nữa. Nhưng ngược lại mà nói, nếu để tiền vào trong ngân hàng thì ít có ai đặt ra cái câu hỏi về mấy cái vụ phá sản trong năm 2008. Thậm chí nếu điều xấu nhất xảy ra mà hãng bảo hiểm có bankruptcy thì ngay lập tức sẽ có một cái hãng bảo hiểm khác mua lại, và tất cả quyền lợi của anh chị sẽ được giữ nguyên. Vì vậy, tiền của anh chị bỏ vào trong cái chương trình bảo hiểm nhân thọ còn an toàn hơn khi bỏ vào trong nhà băng, và tất cả quyền lợi của anh chị hoàn toàn được bảo đảm. Nhà băng thì có FDIC bảo vệ tiền của anh chị lên đến 250.000 trong trường hợp nhà băng bị phá sản. Còn bên lĩnh vực bảo hiểm thì có Life Insurance Guarantee Association bảo vệ số tiền từ 100.000 cho tới 500.000 tùy thuộc vào tiểu bang của mình đang sinh sống. Cho nên anh chị hãy yên tâm. Câu hỏi số 4, chương trình này có guarantee hay không? Có chắc là tôi không mất tiền không? Đây là một câu hỏi thường do những agent chuyên tư vấn các chương trình whole life cho khách hàng, và hay hướng khách hàng chỉ nên tham gia duy nhất những cái chương trình nào mà guarantee chấm lời. Cho dù biết rằng chỉ có 4% tiền lời và phải đóng tiền cho tới năm 100 tuổi thì cũng ok. Còn nếu không có chữ guarantee thì không nên tham gia. Và đây chính là cái tiền đề cho cái câu hỏi này. Thế thì tại sao chính anh Leon hiện tại bây giờ không tham gia chương trình Whole Life Guarantee 4% mà lại đi tham gia chương trình IUL Non Guarantee? Lý do tại sao? Vì đơn giản là nếu mà Leon bỏ tiền vào một cái chương trình bảo hiểm mà tiền lời Leon có được chỉ là 4% guarantee, rồi phải đóng tiền tới năm 100 tuổi, chưa nói đến cái giá trị gia tăng lạm phát của đồng tiền mỗi năm. Inflation because it's set. Thì thấy có vẻ là không ổn lắm. Vì cứ mỗi 18 năm thì chương trình Whole Life Guarantee tiền lời mới nhân gấp đôi. Vậy tại sao có rất là nhiều người trong quá khứ lại tham gia chương trình Whole Life Guarantee với chấm lời thấp như thế này? Là bởi vì trong quá khứ chưa có cái chương trình IUL, và ở cái thời điểm đó họ không có lựa chọn nào khác ngoài chương trình Term Life. Cho đến khi IUL ra đời với phương thức đầu tư dựa trên thị trường S&P 500 Index với downside protection, thì khách hàng sẽ không sợ mình bị mất tiền bất cứ một ngày nào. Vì dựa trên quá khứ performance lấy làm thước đo thì thị trường S&P 500 Index trong suốt gần 100 năm vừa qua, 30 năm vừa qua, 20 năm vừa qua và thậm chí 10 năm vừa qua thì chấm lời dao động trung bình trong chương trình IUL là 8%, gấp đôi cái chấm lời trong cái chương trình Whole Life Guarantee 4%. Cho nên nếu hiểu cái điều này sẽ giải tỏa hết toàn bộ các vấn đề lo ngại của Guarantee và Non Guarantee, để anh chị có thể chọn lựa một cái chương trình tốt nhất, vừa có tiền lời cao hơn, vừa có cái chương trình bảo hiểm nhân thọ nhiều hơn, lại vừa có cả cái sự bảo vệ trước mọi rủi ro bệnh tật. Câu hỏi số 5, tham gia IUL Secret có ảnh hưởng đến chương trình SSI Medicaid hay không? Nếu anh chị tham gia chương trình Term Life thì không ảnh hưởng gì chương trình SSI Medicare hoặc Medicaid, vì chương trình Term Life không có cash value. Tuy nhiên, nếu anh chị tham gia IUL Secret hoặc Whole Life thì sẽ có những trường hợp như sau. SSI là Social Security Income sẽ không ảnh hưởng gì. Medicare không bị ảnh hưởng vì nó là một cái chương trình healthcare dành cho người lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên, có quốc tịch hoặc có thẻ xanh và đã đóng thuế trên 10 năm thì sẽ được tự động cấp Medicare. Còn chương trình Medicaid thì sẽ ảnh hưởng vì đó là một cái chương trình dành cho những gia đình có low income. Sau khi anh chị nghe xong cái video này, Leon rất là hy vọng đã giải tỏa phần nào những bâng khuâng lo lắng của các anh chị. Nếu anh chị còn bất cứ những cái câu hỏi thắc mắc gì, xin đừng có ngần ngại liên hệ với đội ngũ agent của công ty bằng cách truy cập vào website thinksmallinsurance.com/VIP hoặc bấm vào cái đường link ở dưới để tìm hiểu thêm về chương trình, hoặc gọi ngay vào số điện thoại 678-722-3447 để được tư vấn miễn phí với agent.